Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ nói về XRP, XRP và XRP. Ngay bây giờ là 3 giờ 24 phút uh, chiều ngày 19 tháng 8 năm 2023. Thì vừa rồi uh, cái mà gọi là cái zone mình nói cho bạn mình chia sẻ là 50 0.56 và 0.58 nếu nó rớt xuống dưới đó thì gọi là nó gọi là nguy cứng, uh, gọi là nguy hiểm, đúng không? Nguy hiểm và sẽ có thể sập hơn. Và vừa rồi nghe cái thông tin của uh, SpaceX, Elon Musk, Evergrande và cá voi, cá heo quay lại thị trường thì nó gọi là đẩy đưa cái thị trường này thì nó có sập chút xíu giá của nó ngay bây giờ là 0.50 ok thì mình gọi là mình xóa đi khá là nhiều tài liệu ok những thông tin vừa rồi để cho nó khỏi rối để mình nhìn gọi là cái bức tranh nó rộng hơn để mình hiểu chuyện gì đang xảy ra ok và mình có thể định hướng uh, tương lai dài hạn nó sẽ đi đâu cái đầu tiên á mình đang nằm ở trong khung ngày. OSI á thì nằm ở 24, khá là thấp, nghe khá là thấp. Bạn có thể đi lại lịch sử bất cứ lúc nào OSI thấp như vậy cũng giống như là ngay ở đây. Ok? Thì lúc mà OSI thấp như vậy á cuối cùng nó cũng gọi là đi lên, đúng không? À, bạn có thể đi lại lịch sử ở đây, OSI nó rất là thấp, đúng không? Thấp Ok, thấp ở dưới 30 nè, rồi cuối cùng nó cũng đi lên. Ok, dài hạn bạn phải đợi bạn không phải là đợi ngày 1 ngày 2 và bạn đợi bạn đợi dài hạn thì nó lên giống như đây, ở dài rất thấp đúng không? Cuối cùng giá nó cũng đi lên. Và ở đây, ở dài rất thấp, cuối cùng giá nó cũng đi lên, đi lên rồi nó mới đi xuống. Ok, thì bất cứ lúc nào giống như ở đây, OSI rất thấp đúng không? Sau đó đi một cái vèo đi lên. Thì dựa theo cái OSI không thôi á, cái phần trăm chính xác tới 80% OSI, khung ngày dưới 30 80% là dài hạn là nó sẽ đi lên là bạn có thể chốt đơn nhưng mà nhìn vô từng giây từng phút thì rất là khó nghe rất là khó ok từng giây từng phút từng ngày thì rất là khó nhưng nếu bạn bạn nhìn vô bạn gọi à, là vài tuần tới đây thì giá lúc nào cái oi sai nó thấp như vậy nó cũng lên lên và lên ok bạn có thể đi lại lịch sử nghe đó bạn có thể đi lại lịch sử bao nhiêu năm trời để bạn kiểm tra để kiểm duyệt 80% là nó đi lên thì vừa rồi nó riêng cái cái cái, cái thằng ác á thì nó nằm trong một cái hình tam giác như vậy. Ok. Thì về đếm sóng thì về đếm sóng lớn á, đây là sóng số 1. Đây là sóng số 2, mình để số 2 ở đây cho bạn nha Ok. Đây là sóng số 2. Và gọi là sóng số 3 là sóng kế tiếp, sau đó là có mình có sóng số 4 và sóng số 5. Ok. Thì lúc nó lên tới mấy đô la. Thì ngay bây giờ mình đang gọi là có thể mình đang có thể nói là nó đang trong cái đề cái gọi là lên lên và lên của sóng số 3 thôi chứ không có gì hết Nha À, nếu bạn zoom ra vậy bạn mới thấy còn bạn nhìn vô từng giờ từng phút đó, thì bạn sẽ không thấy được cái bức tranh bự như vậy. Thì đây là sóng số, số 1, sóng số, số 2 và sóng số, số 3. Sóng số 3 trên cái con đường từ 2 tới 3 nó sẽ bò, nó không có đi một thẳng một cái vèo đi lên cũng giống như những đường chỉ mình vẽ cho bạn đúng không? Nó không phải nó có đi thẳng một vèo đi lên, nó sẽ bò lên giống như lên rồi xuống, lên rồi xuống, lên rồi xuống, lên xuống xuống nhưng xác suất là vẫn là lên lên và lên ngay bây giờ. Ok. Nếu nghe nếu nó vẫn giữ được trên cái con giá là 21 biết vừa rồi là mình cho bạn những cái gọi là cái ngắn hạn là nằm ở trên uh, 56 đúng không 58 xác suất vẫn là lên nhưng vừa rồi nghe uh, Bitcoin sập Ethereum sập tất cả những cái đồng trong nguyên cộng đồng tiền điện tử nó sập thì mình phải dự dẫm vô cái gọi là cái chống lần kế tiếp là còn giá là 21 lần 21 lần rõ ràng ngay bây giờ mà rất xuống thêm 21 nữa nó rất hơn hơn 50 50 mấy phần trăm, 60 phần trăm đúng không? Thì mọi người là hoảng sợ nhưng nếu nó vẫn giữ được trên con giá này thì xác suất vẫn là lên lên và lên. Không nghĩa là nó cái con giá này nó nói nếu nó vẫn nằm ở trên á, trên con giá này thì cái sóng số 3 vẫn còn lại xảy ra. Nghe. Nếu mà nó vẫn nằm trên cái con giá này, nghe 21 thì sóng số 3 xảy ra thôi chứ không có không có nghĩa là nó sẽ chạm nha. để nói luôn cho những cái giờ tới đây, những cái giờ tới đây thì mình nghĩ nó sẽ có thêm một cái sóng hồi nữa cũng giống như Bitcoin, Ethereum sẽ có thêm một cái sóng hồi nữa. OK, uh, thì nó hồi như vậy á thì nó sẽ gặp đầu những cái vùng này cũng giống như 45, uh, 37, nha, 39, xác suất là nằm khoảng cỡ con giá chính giữa là khoảng cỡ 37 rồi sau đó nó quay đầu đi lên. OK, thì uh, vừa rồi nó sập, không ai muốn nó sập hết, nghe? Nhưng nhớ là mình đã nói rồi, cái đồng tiền bạn rót vào đây bạn ít nhất bạn phải không cần nó từ 6 tháng tới 1 năm trời không cần cái đồng tiền này và mua lúc mà mua rồi á thì mình chung bình giá vô mình mua đúng không nếu mà vừa rồi mà có những người đã mua và đã sở hữu cái đồng này ok thì gọi là mình phải giữ nó tới cái ngày nó lên lại chứ không có bán lỗ ở đây không có chơi cái trò bán lỗ ở đây nha và lúc nào mình vừa chia sẻ là mình phải phân chia cái tài sản của bạn ra 10 lần ok à, mình à, có 10 đô thì chia ra 10 lần mỗi lần mình vô là một đô thôi thì mình còn 9 đô kia thì bây giờ giá rẻ hơn thì mình vô thêm thôi chứ không có gì hết nha dài hạn vẫn là lên lên lên, ok vẫn nằm trên được cái con giá này vẫn là lên lên và lên dài hạn. riêng cái đồng XOP này á, mình vừa rồi làm cái zoom cho bạn, đúng không? trong đó có bao nhiêu năm uh, tài liệu mình chia sẻ cho bạn trong cái đâu vài tiếng đồng hồ, sau đó mình còn làm cái tập 2 cho bạn nữa và ngay bây giờ có rất là nhiều thông tin tốt đang xảy ra với với XOP luôn. cho những người nào muốn lấy cái tài liệu đó cô bạn có thể gọi uh, thẳng cho cô nhân viên nghe uh, và cô 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 nhân viên có thể hỗ trợ bạn cái 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 uh, cái tài liệu nghe bao nhiêu uh, bao nhiêu năm. Ok, gom góp tài liệu mình gom góp lại mình chia sẻ cho qua vài tiếng thì nó có hai cái video bạn có thể gọi cô nhân viên để lấy cái tài liệu đó. Uh, thì ngắn hạn là nó ở đây, ngay cái vùng ở đây, nghe nó sẽ hồi xuống tới cái vùng này đã rồi nó mới mới bày xác suất là vậy, xác suất là nhiều là vậy. Ok. Uh, bây giờ mình nhìn vô cái mình xin lỗi nãy mình tới đây có mình chuyển đổi một cái gì đó ok đây thì mình đang nằm ở trong cái khung bốn giờ thì vừa rồi á giá nó gọi là đây là cái cái sự mà gọi là uh, XRP thắng sự thư kiện đúng không bay một cái vèo đi lên bay một cái vèo mới lên thì vừa rồi là nó tụt một cái vèo đi xuống và nó còn tụt hơn như vậy nữa tụt thấp hơn chỗ này nữa ok và bây giờ nó quay lại cái giá thì nó nằm đâu ngay chỗ cái gọi gọi là cái kháng cự này thôi nghe ok nằm ngay chỗ cái kháng cự này có nghĩa là cái chuyện XRP mà thông tin XRP thắng thư kiện nó không xảy ra nó đang quay lại giá giống như vậy chứ không khác gì hết thì vừa rồi là cái giá của nó ngắn hạn thì nó đang nằm ở trong dưới cái vàng đen này nghe và vừa rồi mình vẽ thêm một cái cái đường chỉ nữa là đây nếu xác suất mà nó vẫn nằm ở dưới cái đường chỉ này thì nó vẫn gọi là xuống xuống và xuống cái đường chỉ này thôi nè có thể là mình đổi màu nó một chút một đổi màu nó đi ha đỏ nếu nó vẫn nằm dưới cái vành đỏ này thì xác suất là xuống xuống và xuống đơn giản nghe đơn giản ok cứ chừng nào mình thấy nó bắt đầu đi lên lại á, thì mình thấy là xu hướng nó, nó thay đổi còn không có là cứ xuống xuống và xuống uh, riêng dài hạn ngay bây giờ mình vẫn vẫn thấy là nó ok chứ không có gì hết nghe tại vì nó vẫn giữ được trên cái con giá này còn bạn bạn zoom ra bạn zoom ra bạn tắt đi tất cả mọi thứ đi à, bạn tắt tất cả mọi thứ đi con giá 21 là nó nằm đâu ở đây là ok 21 là nằm đầu ở đây lận Ok, mình có thể vẽ thêm một cái vành đỏ này nữa ngang qua là 21 Là đây Và mình có thể đo Bắt đầu từ đây xuống Nó còn xuống tới 56% nữa Ok, thì uh, Rất là khó để nó xuống thêm 56% nữa Rất là khó luôn Ok, rất là khó để cho nó xuống được cái cái con giá là 21 21 3. Ok, bởi vì vậy xác suất vẫn là lên lên lên, dài hạn thì nó vẫn là lên lên và và lên. Ok, sóng 1, sóng 2, đây là sóng 3 thôi chung có gì hết, đang đang trải nghiệm sóng 3. Ok. Um, mình có ghi vài thông tin xuống, uh, mình sẽ gọi lại đi lại chút xíu. Vừa rồi trong cái vi cái tập vừa rồi thôi bạn có thể quay lại coi là mình đã nói là mình phải cần 5 cái sóng đi lên, 1 2 3 4 5 rõ ràng. Sau đó ba cái sóng hồi là cái điểm đó cái điểm mua vô. Ok, nên mua vô cái điểm đó để lên để chốt ok thì vừa rồi trên cái con đường lên tới năm sóng á, thì nó nó rớt ok nó rớt lúc nào mình cũng đã nói vậy đó lúc mà cái sóng hồi nó đi lên nó nó phải cần năm sóng lận năm sóng nếu mà nó tới sóng số 2 cũng chưa an toàn sóng số 3 cũng chưa an toàn sóng số 4 cũng chưa an toàn nó có thể sập xuống lại bất cứ lúc nào Ngoài trừ nó tới sóng số 5 thì vừa rồi là nó không lên được tới sóng số 5 ok vậy thì bởi vì nó chưa lên được 5, sóng sóng số 5 thì nó chưa mình không có tính được cái sóng hồi ok um dựa theo nghe dựa theo cái khung ngày đây bạn thấy cái OSI nó khá thấp rồi ok có khá là nó là 22 24 khung 4 giờ OSI thì ngay bây giờ nó đang nằm có 23 thì riêng cái OSI nó khá thấp rồi thì mình nghĩ gọi là nó va chạm tới 45 hay là những con này á trong những cái giờ và những cái ngày tới đây thôi nghe rồi sau đó nó mới bùng ok có nghĩa là nó không nó không xuống được sâu hơn nữa bởi vì cái OSI khung ngày khá là thấp rồi bạn coi khá là thấp rồi ok nó có thể râu ri xuống thêm chút xíu nữa nhưng mà cái cái gọi là cái đáy của nó đó là gần tới rồi gần tới rồi nghe gần tới rồi rồi sau đó nó, nó bùng có thể là đáp cánh ở những con số này rồi nó bùng bùng ok um, sóng số 3 thì đây vẫn vẫn còn đang ở đây chứ không có gì hết nghe đây sóng số 2, sóng số 3 lớn đang vẫn còn ở đây chứ không có gì hết uh, nếu nó vẫn giữ được 21 21,3 dài hạn thì vẫn là lên 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 ok um, và riêng cái thằng OS, cái thằng uh, XOP này á, ok về mà đo sóng á thì được gọi là sóng A, B và C á, thì thường thường bao nhiêu năm rồi nó 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 xảy ra như vậy, thường thường nó là A, B và C. Những cái đợt sóng vừa rồi của nó là toàn là A, B và C không à? Ok, thì 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 trong tương lai này mình cũng nghĩ nó giờ là vậy thôi chứ không có có thay đổi cho mấy. Uh, vậy thôi. Ờ... Uh, xác suất là xuống thêm một đợt nữa nghe rồi sau đó đáp cánh để bay đáp cánh để bay osi có thể xuống thêm chút xíu nữa ok là, là là, tối đa rồi đó rồi sau đó nó quay đầu đi lên ok thì, uh, gọi là mình đợi lúc đó nó rất xuống những con số này gọi là mình coi được mình đợi nó bập bên bập bên bập bên quay đầu đi lên thì mình vô hàng vô hàng ok nếu vẫn giữ được ngay bây giờ ngắn hàng đó, vẫn giữ được trên con trên cái con giá 29 mươi thì là lên lên và lên ok hố mình sẽ ghi chữ hố nghe ok thì nó sẽ up nó sẽ lên lại ok chứ không đến nỗi mà nó rớt xuống tới còn hàng giá 21 đâu ok 21 là tối đa lắm ok um, sẽ cái đợt hồi này kế tiếp trong những cái giờ những cái ngày tới đây thì có thể đáp cánh ở những cái vùng này rồi sau đó bay lên thôi bay lên thôi ok uh, chừng nào mình thấy cái tín hiệu nó quay đầu đi lên thì mình sẽ vô hàng cái tín hiệu đầu tiên bạn nên để ý là cái 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 vàng đỏ này nếu mà nó gọi nó cắt ngang ngoài vàng đỏ là chỗ đó là cái chỗ vô hàng để để lên 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 chút đâu vậy thôi Xin chào mọi người